Ok, chào tất cả anh em chờ kênh THBG của mình hôm nay. Trở lại với con game đấu la V-game ấy. Thì cái view là mình sẽ hướng anh em kiếm cái hồn hoàn trên mặt 5 ấy. Trung bình là chắc anh em ngày 3 hoặc là ngày 2 là sẽ kiếm được nhá. Cái này ấy, ở cái view ngày đầu mình cũng nhắc sơ sơ qua ấy, là khi mới vào anh em làm nhiệm vụ không, có cái nhiệm vụ nào mà nó chạy xa thì em ấn vào cái bảng xếp hạng, thêm bạn từ top 1 đến top 10 cho mình. Đây như arc này của mình không, hầu như tất cả mình đã thêm bạn nhá. Đây top 1 này, đây top 2 này, top 3 này, top 4 này, top 5 này, top 6 này, top 7 này, top 8 này, top 9 này, top 10 nhá. Hình như arc này mình như 20 top đầu mình thêm hết nhá. Đấy, anh em phải cố gắng chăm vào nhá. Anh em phải thêm bạn ấy, sau anh em farm cái hồn hoàn mới dễ được. Anh em mà không thêm ấy, sau anh em đi rất là tù luôn. Trừ khi anh em quen với top thì bỏ qua đi. Anh em mà thêm được rồi ấy thì lúc đầu anh em đi cái hồn hoàn, đây đó là cái liệp sát thần thú nhá. Anh em cứ đi bình thường thôi, cứ đi kịch mắc tất cả con nhá. Và anh em chú ý nhá, cái game này nó có cái kiểu nhá, khi mà anh em lên một cái độ khó nhất định ấy, thì nó sẽ tăng cái lực chiến lên, nhưng nó chỉ tăng một vài con mà anh em đánh nhiều thôi. Nên anh em nhớ chuyển sang tất cả con, xem cái con nào mà lực chiến nó thấp thì anh em đánh nhá. Cái này thì video ngày hôm qua mình đã nói cho anh em đấy. Tiếp đến ấy, khi mà anh em đi kịch phải không, anh em vào cái tổ đội ấy, anh em đây ấn vào đồng đội này rồi đi ké nhá. Vốn một con quái thì nó là một cái tổ đội riêng đấy, chú ý cho mình nhá. Đây bên này có tổ đội, anh em đi ké đến khi nào ấy anh em cảm giác kịch rồi không, anh em vào cái bảng danh sách bạn ấy xem có ai top không ấy, rồi anh em nhắn tin ấy, nhờ họ kéo. Như mình ấy, mình nhắn tin từ top 1 đến top 10 luôn. Khi mà anh em đi đủ 10 lần ấy thì mình sẽ được thêm cái bạn Kim Lang nhá. Cái đấy mình nhớ nó cũng có một cái nhiệm vụ thêm bạn ấy, nên anh em cứ nhắn tin là làm cái nhiệm vụ đấy chắc là anh em top sẽ thêm nhá. Đây cái bạn bè này, đây bạn thân nhá. Đầu tiên là cái bạn cú up, bạn này là bạn mình thêm đầu tiên nha anh em ơi. Đây vào xác nhận bạn thân đi, xác nhận bản thân ấy thì nó sẽ xong cái nhiệm vụ này, được cái danh hiệu rất là ngon này. Không thế nhá, khi mà anh em đi đánh cái hồn hoàn ấy, mình sẽ không cần mời ai, chỉ cần click vào cái bạn này ra luôn nhá. Tiếp đến là mình đến bon chen với bạn này nhá. Bài trước là top 1 đến top 3 nhá, nhưng mà hiện tại như là ngừng nạp rồi em ơi, mới có 2 triệu sáu chiến. Đấy, tiếp đến là mình lại bon chen với cái bạn chỉ nạp 1 xu nhá. Bạn này lực chiến rất là cao nhưng mà 3 triệu 3 lực chiến. Lực chiến mình cũng 2 triệu nhá. Cái bảng xếp hạng ở server mình ấy, mình nhớ là có một bạn gần 4 triệu anh em ơi. Giờ mà đi thêm được với cái bạn này ấy, thì sẽ tăng thêm khá là nhiều tầng nha. Đây hiện tại săn thú mình top 4 nha anh em, top 4 server. Lông dân lạp 1k, top 4 server. Lực chiến top 1x. Nói chung cái game này anh em mở lông dân mà chơi chuẩn ấy, không hiếu đâu, chú ý cho mình nha. Anh em phải biết chơi. Xong cái video này mình sẽ hướng dẫn anh em tối ưu chiến là cách build các kiểu là điều luôn nha. Tiếp về vấn đề chính của video nhá. Đây là anh em nông dân thôi, anh em làm thì bỏ qua đi. Đấy, anh em cứ vào tổ đội này, anh em cầu viện đi 10 lần đấy. Khi đi 10 lần rồi ấy, anh em vào kết bạn Kim Lang. Và khi kết bạn Kim Lang xong phải không, thì anh em sẽ được mời rất là nhanh nhá. Đây ví dụ như mình lập đội này, đây chiêu mộ thành viên này, mời hảo hữu trợ chiến này, anh không thế thân Kim Lang nhá. Hiện tại có 3 bạn, đây bạn Kêu này, Cùi Up này, cộng với bạn chỉ đạp xu nhá. Giờ chắc chắn là mình đi với cái bạn chỉ làm một xu này. Đây như bạn kêu này mới có độ khóa 184, bạn đấu là này mới có 183 nhá. Mở cái ạc lông dân của mình ấy, lực chiến có 2 triệu thôi, mở 231 nha em ơi. Mình chỉ đi lên 9 tầng nữa thôi là mình sẽ mở thêm cái bốc mới. Để nó mở thêm cái bốc ăn nhầm em ơi, 19 nhanh em ơi. Để nó mở thêm cái khi bạo kích, thêm hút xin được rất ngon em ơi. Cái này rất ngon, nói chung càng về sau càng ngon nhá. Lên anh em lông dân ấy, cố gắng đi cho mình cái này ấy. Anh em mà không đi thì bị thoạt hồn hoàn ấy, thoạt rất là nhiều chiến luôn. Đây mình ra tháo cái hồn hoàn cho anh em xem nó tăng lực chiến nhiều nào nhá. Cái con đứa mộc bạch này mình nhớ mình chỉ đeo có mấy cái 10 vạn năm thôi, à đâu 1 vạn năm thôi. Đây hai cái trên 1 vạn năm cộng với vài cái gần 1 vạn năm nhá. Đây mình thử tháo ra cho em xem nhá. Hình như cái này không tháo được thì phải nhờ. Ở đúng cái này không tháo không nhá. Mình sẽ thử mặc một cái, ôi cái cù nhất là cũng là 4.000 năm. Đây mình sẽ thử mặc cái 4.000 năm đi. Đây 4.700 ấy, tức là nguyên một cái chắc là tầm 10.000 được chiến nhá. Đâu phải hơn 10.000. Đấy em tính đi, đây một cái hơn 10.000 như này ấy. Nó tăng thêm mấy cái hồn tốt thường thêm tầm 5.000 một cái. Em cứ tính đi, 5.000 ấy, 6 cái tức là 30.000 được chiến. Không như thế anh em còn mạnh hơn rất là nhiều nhá. Nó tăng chỉ số thuộc tính các kiểu ấy.
Và quan trọng ấy, khi mà anh em kết lang xong ấy, anh em cũng không cần thiết phải đi cái tổ đội đâu. Đây đi cái tổ đội mà đâu nhầm, anh em không cần thiết đi cái dạng cầu viện 10 lần đâu. Anh em cứ vào đi thẳng với mình nhá. Đây ví dụ nhá. À quên mất nhá. Và anh em mở farm cái hồn hoàn ấy, mở lên cao như mình thì chú ý cho mình cái con phượng ví kê quán xà nhá. Con này ấy, là con đêm bé nhất này, cộng với máu nó yếu nhất nhá. Anh em mở farm con này sẽ ngon hơn mấy con kia rất là nhiều nhá. Cái game này thường thường là mấy con đầu ấy anh em sẽ cảm giác nó yếu hơn nhá, nhưng mà mình thấy nó vẫn thế em ơi. Chủ yếu là cái độ khó của anh em thôi ấy. Mình đi con đầu rất là đuối luôn, nó xả mấy cái chết hết cả team. Mà mình đi cái con phượng ví này nó đánh không chết con nào luôn ấy. Lên ấy anh em nông dân, không không, tất cả anh em chú ý mình nha. Đây anh em chỉ cần đánh này ấy. Khi mà anh em đã mời bạn rồi không? Đây. Ví dụ như là mình tạo đội phải không? Mình thêm cái bạn chỉ lạp một xu vào nhá. Ok nhá. Đợi đan lứa nhá. Đây mình sẽ không đi cái tổ đội nhá, mình sẽ đi cái thường em ơi. Khi mà có tổ đội rồi anh em sẽ đi được thường. Anh em muốn farm nhiều cứ click vào cái săn liên tục này để đỡ quên nhá. Mình test mấy con đầu mới mấy con cuối thì mình thấy con này săn ok nhất nhá. Kiểu như máu nó dễ hơn mấy con kia nhá. Mấy con kia mình đánh nó không thấm luôn em ơi. Đánh hết trận chắc là được có gần nửa máu, mà con này kiểu gì cũng còn tầm 10 đến 20% máu. Rồi chắc mình sẽ bỏ qua nhá. Giờ mà đợi đánh hết 3 phút thì rất là lâu ấy. Nói chung với cái lực hiện tại giờ vẫn chưa ăn được, tại vì mình yếu quá. Có độc cái bạn hơn 3 triệu vẫn không cân được nhá. Nếu mà riêng mà có hai bạn 3 triệu ấy, ở cái độ khó này qua cực kỳ dễ luôn. Và anh em chú ý thêm mình nhá. Khi mà em đi này phải không, mời thêm người bạn thân ấy, thì cả hai sẽ được hồn hoàn ấy cộng với cái chìa khóa nhá. Kể cả người kia có offline hay online nữa vẫn được nhá. Nhưng mà nó sẽ thông báo là ở trong cái đội ấy, anh em sẽ không đi được mấy cái hoạt động. Nếu mà muốn đi hoạt động thì phải out ra, mà bạn ấy out ra ấy, thì mình sẽ bị mất độ nhá. Cái này thì anh em có thể đá cặp với nhau ấy, kiểu lúc nào anh em rảnh thì đi thôi. Như mình chơi trên máy tính phải không? Giờ mà anh em top ấy, chỉ cần thêm bạn cho mấy mình thôi ấy, mình treo máy cả một chiều là quá hết nha anh em ơi. Đây mấy anh em nông dân, mấy anh em top chú ý nhá. Top mà không có thời gian ấy thì mấy anh em vào nông dân ấy cày trăm ấy, cứ thêm bạn kim đan cho bạn ấy là auto rồi, auto qua hết nhá. Đây bảng xếp hạng được thêm một tí kim cương này, em ơi, 25 kim cương không xin nhê. Mẹ nghĩ đến kim cương này đã đau lòng rồi. Mẹ ngày thứ hai mình tí tạch cái hồn cốt. Tiếp đến là phần build đồ nhá. Anh em lúc đầu ấy chú ý mình nhá. Thường thường anh em top có rất là nhiều đồ ấy, lên ấy không sợ bị cái con bot nó sốc đêm nhá. Thì em cho mình full đêm nhá. Đêm là mấy cái nó tăng sát thương khi vào trận này. Nó tăng sát thương khi địch nó HP trên 60% ấy, hay địch dưới 40% nó tăng sát thương đấy. Nói chung ấy cứ có cái gì liên quan đến sát thương ấy, anh em lơ như mình nhá. Còn về cái bạo kích thì em bỏ qua cho mình ấy. Vì khi lên cao ấy, hầu như anh em đánh nó sẽ không bạo kích mấy con hồn thú đấy đâu. Lên bỏ qua cái dòng bạo kích rồi ấy. Còn mấy con phụ ấy thì em cứ cho tăng tấn công toàn tem này, tăng phòng ngự toàn tem này, tăng chính xác toàn tem đấy, anh em chú ý cho mình nhá. Còn mấy con đêm đơn anh em cho full đêm cho mình. Còn anh em mà cảm giác mà không trụ được ấy thì mình là lên tanh thôi ấy. Còn trụ được cứ full lên cho mình nhá. Cuối video mình sẽ nói qua cho em về cái dị vực nhá. Đây dị vực ấy, khi mà anh em qua cái chương 2 thì nó sẽ mở cái thử thách đảm tinh nhá. Rất là hay anh mày. Cái này mình cứ tưởng là qua cái chương 12 mới mở cơ. Anh em chỉ cần ấy, đến cái chương 12 nó mở nhá. Anh em mà không biết chiêu nhiều ấy, thì click vào cái đấu hồn này đây. Số 12 là xây dựng lại đường môn nhá. Đấy, đây là cái chương 2. Khi mà anh em qua cái này ấy, thì sẽ là qua chương 12. Đấy, nhiều anh em còn không biết mình chiêu nhiều ấy, thì ấn vào cái đấu hồn này nhá. Đây mình sẽ nói qua qua về cái dị vực cho anh em mới nhá. Cái này ấy, anh em chỉ cần chú ý cho mình thôi. Tổng cộng là nó có 3 trận không? Anh em xếp làm sao ấy, ăn hai cái trận đầu với mình. Để như mình để độc cái con đớm bạch cộng với mấy con tay dài nhá, mặc dù không lưng nhá, cứ cho vào đêm thêm một tí. Còn cái team 2 mình cho tất tần tật mấy con nó phụ nhá. Đây con này bút máu em ơi. Chắc tí rảnh rảnh mình sẽ lưng con này lên level này ấy. Đây anh em chỉ cần dồn cho mình hai team nhá. Khá đơn giản ấy. Nó được thêm cái tua lụa xanh này, cái này tăng điểm thân mật nhá. Khi mà em có rồi anh em vào cái túi đồ của anh em ấn vào dùng nó ra nhá. Cái tăng thân thiện thì đó là cái đấu la ký nhá. Cái này thì mình cũng không nhớ là mở ra chưa bao nhiêu nó có ấy. Hình như là anh em qua cái chương 12 là có luôn anh em ơi. Cái này mình cũng không để nữa. Đây hiện tại mình đang cho cái con đường tam thiếu liên ngoạn du nhá. Lúc đầu ấy thì nó chỉ có độc cái con đường tam nó kích hoạt thôi anh em ơi. Đủ 400 cái điểm thân mật thì em mới mở cái ô tiếp theo, mình nhớ là con tiểu vú. Đây anh em click vào đây nhá. Đây
400 điểm thân mật là sẽ mở cái con tiểu vũ này. Cốt truyện 09 này mình không rõ nữa. À, cái này như là đi theo cốt truyện nhỉ. Đây, Tam Bảo Sới Khác này, Đới Ông Bạch này, Má Ông Tuấn này. Cái con áo thư tạp thì mình vẫn chưa có. Và anh em nông dân chú ý nhá, ngày 3 thì nó sẽ ra cái vòng quay đường Tam nhá. Nó sẽ ra cái vòng quay Hạo Thiên Giáng Lâm nhá. Đây, nó sẽ có ba con này, đường Hạo, đường Thần và đường Tam nhá. Bao này đều ngon hết em ơi. Đầu tiên là con đường Tam khống chế này, đường Hạo tanh này, đường Thần đêm này. Đấy, anh em có thể dồn lên bao này chơi cũng được em ạ. Về sau ấy, nó sẽ có rất là nhiều ấy, cái sự kiện như này ấy. Mà bình thường ấy, anh em kể cả ra nhiều tướng không trùng ấy thì cũng rất là yếu nhá. Nên anh em cứ tích vé cho mình ấy, đợi khi nào ra cái team mà anh em muốn chơi ấy, thì anh em quay nhá. Còn anh em là muốn mạnh thì đợi cái team độc đấu la nhá. Cái team đấy hiện tại nó là cái meta mạnh nhất ở giai đoạn đầu. PK thì mình không biết nhưng mà riêng phần đi map hay là hoạt động ấy nó cực kỳ ngon nhá. Đây anh em nông dân chú ý cho mình. Thôi kê mình xin kết thúc video nhá. Hẹn anh ở một các video sau. Video sau của mình ấy, thì là cái video mình sẽ hướng dẫn anh em tối ưu build đồ các kiểu anh em ơi, tối ưu lực chiến ấy.